Thưa quý khán giả và các đồng chí, tỉnh Bến Tre vừa tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh Bến Tre. Cuộc diễn tập nhằm củng cố nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị các cấp và nhân dân về quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng hoạt động và tác chiến phòng thủ theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định số 21 của Chính phủ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu. Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong cuộc diễn tập này, tỉnh Bến Tre đã đầu tư kinh phí tu sửa, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình chiến đấu, các khu vực diễn tập, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành từng khâu, từng khoa mục diễn tập, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, xử lý các tình huống. Phải là phát huy được cái vai trò tham mưu của là lực lượng vũ trang, phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương từng cấp để là tổ chức huấn luyện và diễn tập thường xuyên để là làm sao để nâng cao cái là khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và cái ý thức của hệ thống chính trị để góp phần giữ vững khu vực phòng thủ của tỉnh. Tinh thần thái độ trách nhiệm của cán bộ không bê, của cán bộ chiến sĩ là nói chung thì tinh thần là rất cố gắng. Quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương đã thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành hiệu quả tác chiến khu vực phòng thủ. Riêng phần diễn tập thực binh, các tình huống đưa ra được tổ chức, chỉ huy, điều hành chặt chẽ, xử lý linh hoạt, đúng nguyên tắc. Hành động của các lực lượng tham gia thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chúng tôi xác định là việc tổ chức diễn tập của tỉnh ấy, phải bảo đảm thực chất để coi đây là một cái chương trình huấn luyện, chương trình đào tạo rất quan trọng để các đồng chí lãnh đạo rồi các cơ quan cũng như là các đồng chí được phân công trong các khung tập phải nắm chắc được các cái yêu cầu rồi là phân tích đánh giá được tình hình rồi các cái tình huống, các cái yêu cầu đặt ra của trong cái kịch bản diễn tập. Trong cái diễn tập vừa qua phải đánh giá rằng ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh Bến Tre chuẩn bị rất tốt về kể cả vật chất, cơ sở, về con người, kết cấu các cái tình huống thì nó sát với thực tế trên địa bàn của tỉnh và đảm bảo tuyệt đối an toàn người và vũ khí trang bị. Thành công của cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để Bến Tre tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến, tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ. Đây cũng là cơ sở để các địa phương khác trong quân khu 9 rút kinh nghiệm để tổ chức diễn tập ở địa phương mình đạt kết quả cao nhất.